Chào các chế. Tiếp theo chương trình của Sơn Hôm sản phẩm hôm nay, Trúc Linh Shop xin giới thiệu với các bạn sản phẩm viên uống chữa đau khớp tái tạo sụn khớp glucosamin của Nga. Đấy, đây là sản phẩm rất nổi tiếng ở Nga các bạn nhé. Đây, tôi có nguyên thùng đây. Xuất xứ là của Nga, quy cách đóng gói là 90 viên một hộp. Đây, đây là nguyên thùng các bạn nhé này. Nguyên ni lông của hãng này, may mắn được sản phẩm nguyên thùng. Đây, mã vạch đây. Đây, 90 viên của Nga đây. 25 sản phẩm này các bạn nhé. Đấy. Hạn sử dụng 28/2/2023 các bạn nhé. Đấy, rất rõ ràng và cụ thể chi tiết các bạn có thể nhìn thấy đây. Rồi. Viên uống đau khớp Comepack của Nga hộp 90 viên giúp bổ sung glucoramin, chondroitin tái tạo khớp sụn phục hồi và giảm nhanh cơn đau khớp. Đấy, tôi sẽ mở nguyên thùng. Video trước tôi đã mở đập hộp nhưng mà đây tôi sẽ mở nguyên thùng các bạn xem đây. Đây, một thùng của nó đây các bạn này, làm rất đẹp luôn. Rồi. À, các bạn nhìn thấy chưa? 25 hộp. Đây. À, loại xếp kiểu này các bạn này. Loại xếp ở dưới kiểu như này và sao lại không thấy 25 hộp, loại xếp như này, không sao. Đây, trên tay tôi đây chính là viên bổ sung khớp. Thì chúng ta biết đấy, hỗ trợ của sản phẩm này glucosamin và chondroitin là thành phần tự nhiên của sụn khớp, cấp thiết cho sự tổng hợp bình thường của mô liên kết hợp của sụn và giúp ngăn chặn quá trình phá hủy sụn. Sự kết hợp giữa glucosamin và chondroitin đã được các bác sĩ trên thế giới sử dụng nhiều năm điều trị phức tạp các bệnh về hệ thống cơ xương bao gồm cả viêm xương khớp. Thì sản phẩm này có công dụng như nào đây các bạn nhìn này. Đấy. Công dụng sản phẩm: hỗ trợ giảm đau xương khớp cấp tính và mãn tính và tủy sống, hỗ trợ giảm viêm khớp, viêm xương khớp, viêm da khớp dạng thấp, giảm cường độ của các quá trình viêm của sự phục hồi sụn và xương, giúp phòng ngừa và làm chậm quá trình thoái hóa xương khớp, cải thiện tình trạng sau chấn thương và gãy xương, giúp phòng ngừa và cải thiện tình trạng loãng xương. Khuyên dùng thêm sản phẩm kem thoa khớp gối của Nga sẽ giúp bạn là vấn đề trên. Sản phẩm hỗ trợ tái tạo lớp sụn và thúc đẩy phục hồi mô sụn hiệu quả. Ngày chúng ta uống 3 lần, mỗi lần một viên sau ăn, không dùng cho trẻ dưới 11-14 tuổi. Liệu trình sử dụng 2 tháng 2 hộp, bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng và nơi có nguồn nhiệt cao. Đấy, tôi nói qua sản phẩm, đây là 25 hộp các bạn này. Đấy, sản phẩm rất đẹp và sắc nét, nét các bạn nhìn này. Đấy, đây là 2 năm từ ngày sản xuất này. Ghi rất rõ ràng các bạn nhé. Đây, phần mã vạch. Đây, các hàm lượng của nó đây này. Đấy. Rồi đây là hãng. Đây. Ta mở hộp nhé. Đây là hạn sử dụng này, 2023 này, sản xuất tháng 2 2021. Đây, đây các bạn nhìn nha. Đây, nhìn chưa? Trên đây tôi đây là viên uống xương khớp của Nga. Các bạn nhé, trong nó có một tờ giấy này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? 90 viên trong một tờ giấy các bạn nhé. Đây, tờ giấy của hãng đây, các sản phẩm của hãng đây, rất đẹp và sắc nét rồi, không phải bàn nữa. Đây, trên tay tôi đây chính là cái bộ xương khớp của Nga. Sau đây tôi sẽ check mã vạch để xem nguồn gốc sản phẩm. Chúng ta cùng Google đánh cái số đây này. Rồi, 4605697215551. Đây, là tuyển được trang nước ngoài để xem cho nó máu. Các bạn sau khi xem xong video thì đăng ký kênh, chia sẻ video để shop nhận được nhiều phản hồi. Và đặc biệt là các bạn mua hàng nhắn tin số điện thoại 0973 3237 để kiểm tra hàng, nhận hàng và thanh toán. Đây, chúng ta này. Đấy, đây là. Đấy. Trang web nước ngoài nó sẽ hiện lên nha. Đây, đúng sản phẩm các bạn nhé, của Nga. Rồi, như vậy là sản phẩm đảm bảo. Thì các bạn biết shop chuyên hàng Nga, do vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm. Tôi làm rất nhiều video có thể là không hay nhưng mà nhiều người lại rất thích
làm kiểu mở hộp sản phẩm như thế này. Một thùng của nó là 25 hộp các bạn này. Đấy, 25 hộp các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về tặng người già, bố mẹ, anh chị em trung tuổi uống rất hợp lý, và những người một. Đấy, một ngày một hộp 90 viên. Các bạn nhớ nhắn tin về số điện thoại 0973 2337, Zalo, Facebook để nhận tư vấn, kiểm tra hàng và mọi thắc mắc về hàng Nga. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video. Có đường link fanpage Hoàng ở dưới. Chào các bạn.